ơi, có chuyện gì thế? Chị đi rồi à? Đúng rồi, chị đi đâu đấy? Về nhà. Sau đó thì sao ạ? Ăn cơm. Chị không đi có được không? Không về, em nuôi à? Nuôi cái gì mà nuôi? Chị ngủ mơ à? Mua hàng không chịu trả tiền. Chị xem TikTok quá 180 phút một ngày à? Đưa tiền đây.